Xin chào tất cả các bạn đến với xe lưng TV. Hôm nay em Phương xin giới thiệu với các bạn lô xe đừng lái gồm 6 chiếc vừa mới cập bến tại xe lưng TV. Như các bạn đã biết, xe đừng lái, xe lưng điện đừng lái tại thị trường Việt Nam đang rất khá là phổ biến vì nó tiết kiệm được diện tích lối đi, tiết kiệm nhiên liệu khi sử dụng nhiên liệu điện, giảm thải khí tiếng ồn, phù hợp trong những kho mà có lối đi hẹp. Cần chiều lưng cao đó. Thì với những xe lưng đừng lái của TV hoàn toàn đáp ứng được những điều đó. Thì hãy cùng em Phương đi vào tìm hiểu sâu từng chiếc xe một nhé. Thì ở đây trước mắt quý vị đang là một chiếc xe lưng đứng lái hiệu Toyota, khung cao 3,5m và hỗ trợ chức năng là xoay ngang. Đây là một option rất đặc biệt theo xe. Đó, không phải chiếc xe lưng đừng lái nào cũng có, tại vì chỉ riêng cái chiếc xe này thôi là ở Toyota đang thiết kế thêm trong cái cách là có thể hỗ trợ khi cái khách hàng muốn đưa hàng vào trong kho mà không phải thay vì đi dọc và phải quay đầu để tốn diện tích, thì chiếc xe này có thể hỗ trợ đi ngang để lấy hàng. Đó, sẽ tốn được, sẽ giảm thải được tối đa diện tích trong kho. Đó, khi mà sử dụng chiếc xe này trông rất là nhỏ gọn. Đó, và bình điện cũng còn rất là khỏe, xe thì là nguyên bản 100% và chưa sử dụng tại Việt Nam. Đó, khách yên tâm về chất lượng sử dụng. Còn bên cạnh nó là một chiếc xe cũng cực kỳ đặc biệt với một chiều cao khung cực cao lên tới từ 6m đến 12m. Đó là chiếc xe BT. Đó, giới thiệu BT đến từ Thụy Điển. Đó, thương hiệu từ châu Âu đó. Xe này đến từ châu Âu. Với dòng xe này thì nó khá mới mẻ, nhưng mà với chiều cao lưng đặc biệt này thì nó có thể đáp ứng được mọi nhu cầu hàng hóa ở trên cao cũng như là kệ hàng của công ty khi mà ở một độ cao nhất định. Xe rất đặc biệt và có rất là nhiều chức năng điều khiển khác nhau. Đó, bên cạnh đây thì là một chiếc xe lưng đứng lái hiệu Toyota 1,5 tấn, khung chui công. Đó, chiếc xe này thì đặc biệt hơn ở chỗ nào có thể chui công và lấy hàng dễ dàng. Đó, màu xanh 1,5 tấn, một sức lưng vừa tầm với các kiện hàng ở trong kho, đúng không ạ? Khi mà chúng ta xếp hàng thì xe này có hỗ trợ chức năng khung chui công nhé, rất là đặc biệt. Toyota 1,5 tấn. Còn qua những chiếc xe này thì đều rất là mới và bình điện thì bên TV luôn luôn khẳng định là sẽ hoạt động được từ 2 đến 3 giờ liên tục, không ngắt quãng và bảo hành hậu mãi với chính khách hàng lâu dài. Để xe này thì chúng ta lại nhìn thấy một em khác cũng cùng phân khúc xoay ngang, Toyota 2,5 tấn kiểu one-way đó, dạng one-way đó. Thì xe này là 2,5 tấn, sức lưng lớn hơn, đem lại những cái trải nghiệm hàng hóa, ví dụ là những cái loại kiểu sức lưng của khách hàng là nhiều hơn đấy. Đây, thì là 2,5 tấn như chiếc xe này. Về ngoại quan thì nó cũng giống như một chiếc xe 1,5 tấn. Mà sát xe có to hơn một chút và sức lưng được nhiều hơn. Đây, và bên cạnh đây thì là hai chiếc xe VT, từ VT với chiều cao khung là 6m và 9m6. Với TV thì có những chiếc xe lên tới 11m. Đó, với chiều cao khung rất là cao này thì có thể đáp ứng được mọi nhu cầu khắt khe nhất của khách hàng về giá kệ cũng như là để hàng lên cao. Đó, thì đây chiếc xe VT này hoàn toàn có thể đáp ứng được với bình điện tiêu chuẩn châu Âu, cực kỳ khỏe, cực kỳ bền. Và những xe này là đều là nguyên bản 100% và chưa sử dụng tại Việt Nam, bên TFV đăng kiểm đầy đủ. Đó, đó là tổng quan về lô 6 xe tại xe lưng TFV. Quý khách hàng quan tâm sản phẩm thể liên hệ về số hotline 0975926504 em Phương, hoặc qua showroom tọa DV tọa với một trung tâm thương mại Mê Linh Plaza, Mê Linh Hà Nội và thị trấn Quang Minh, Mê Linh Hà Nội để được xem xe cũng như đánh giá khách quan nhất về sản phẩm. Xin chân thành cảm ơn.